không còn trẻ nữa. Cái thứ nhất là cái đuôi rồng, cái đuôi rồng mình đang chưa làm. Nhưng khi nào nó cảm giác như là nó cạn, nó có đuôi vũ linh rồi để làm nha. Dạ đúng rồi. Ờ, cảnh vũ linh nè cũng phải nên làm nè. Dạ. Anh Nam vũ linh ơi là đi làm đi nha. Em làm xong rồi anh tới anh làm nha anh Nam ơi.